Sự khác nhau giữa ma và quỷ là gì? Hay hai cái đó là một? Ban đầu á, thiệt sự mà nói là sư cũng không muốn trả lời. Tại thấy nó cũng trẻ con á. Giống như một người không hiểu đạo gì rồi thấy người ta vấn đáp rồi thì nhảy vô hỏi kiểu chơi chơi gì đó. Cũng không hiểu, không biết cái gì hết. Nhưng mà thôi thì vì cái lòng đại bi thì cũng nghĩ cho cái người hỏi thì họ cũng không biết cái gì mà mình coi thường họ thì nó cũng không nên. Thôi thì sư trả lời nó phù hợp với cái người hỏi ha. Đối với thế gian á thì cái ma đó nha, cái gọi là ma thì là một cái dạng linh hồn bất vưỡng. Thì cái đó nó không có thật nha, nó không có kiểu linh hồn bất vưỡng như thế. Mà ở trong Phật giáo Nguyên Thủy chỉ có chúng sanh sau khi chết rồi đó, sanh vào cái cảnh giới tương ứng với cái đó chính là cảnh giới ngạ quỷ. Còn cái trường hợp là quỷ thường mà quý vị xem là nó gọi là nó ác ha, nó có khả năng chi phối tác động vật lý lên trên người hoặc lên trên vật á. Thì ở trong Phật giáo thì có một loài tương ứng, đó chính là loài dạ xoa, hoặc là một số loài như là loài càn thác bà, hoặc là những cái loài đại loại vậy đó, những con la sát. Thì những loài đó thì cũng thuộc về chư thiên ấy, mà là địa cư thiên. Cũng có năng lực, cũng có sức mạnh, nhưng mà chư thiên bậc thấp thì họ có thể tác động vật lý đến một số người hoặc là đến một số cái vật, ví dụ như xô ngã đồ vật hoặc là tác động lên người. Thì đó là cái chúng ta bây giờ nhiều người gọi là quỷ đó. Thì sư định nghĩa lại ha, định nghĩa lại một số kiểu chúng sanh mà có thể có ở trong Phật giáo. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.